Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Comics. Anh em thì đó, hầu hết tất cả chúng ta đều thích thú với việc dõi theo hành trình của một nhân vật chính thật mạnh mẽ, nhất là những kẻ bất khả chiến bại, không một ai có cửa đánh bại. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Comics đến ngay với top 10 manga mới hay nhất, comment mạnh đến mức không thể bị đánh bại. Và đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh và ủng hộ cho Thỏ Ngọc Comics tiếp tục ra mắt những video chất lượng hơn để gửi đến cho cả nhà nhé. 10. Đệ nhất võ sư, Beck Cao Thủ. Thể loại hành động fantasy manhua võ thuật shonen. Trong quá khứ từng có 4 cao thủ tranh đấu để trở thành đệ nhất thiên hạ. Hắn ta cùng 4 cao thủ đó tu luyện thành công môn võ mạnh nhất giới võ lâm, môn võ của những xạ thủ. Giờ đây, hắn trùng sinh trở thành một võ sư tại một giáo phái nào đó với tư cách là bậc thầy giảng dạy. Chuyện gì xảy ra nếu hắn ta chuyển lại thành công món bí kíp xạ thủ đã từng khuấy đảo thế giới đó? 9. Derui tại gà Seoul. Thể loại hành động phiêu lưu fantasy manhwa võ thuật. Park Soho, một thanh niên xấu số vô tình xuyên không đến thế giới khác, đã trở lại trái đất sau 1.000 năm lưu lạc. Trong khoảng thời gian đó, trái đất đã biến thành một nơi con người phải đấu tranh để sinh tồn bởi sự xuất hiện của quái vật từ các cánh cổng thông với thế giới khác. Với thân phận Rui, chúa tể muôn loài có được sau 1.000 năm lưu lạc, Park Soho, kẻ sống sót hơn ngàn năm lưu lạc, đã bắt đầu bước đi trên con đường trở thành người thống trị của thế giới. 8. Đấng cứu thế được chọn lựa. Thể loại hành động phiêu lưu fantasy manhwa shonen siêu nhiên. Những sinh vật khủng khiếp đã lộ diện cùng với thông báo về ngày tận thế của trái đất. Trong những ngày tận thế này, sự thánh thiện của con người đã bị chà đạp. Câu chuyện của đấng cứu thế Park Jung-gu đã bắt đầu để giải cứu thế giới này. 7. Bị ép trở thành mạnh nhất thế giới. Thể loại hành động phiêu lưu hài hước võ thuật. Một sinh viên đại học bình thường 17 tuổi vô tình tham gia vào thế giới trừ quỷ hoàn toàn xa lạ, rồi phát hiện ra rằng ngoài thế giới này có một thế giới quỷ đang đe dọa toàn bộ thế giới mà anh ta đang sống. Một thế giới khác với vô số yêu quái và một thảm họa chưa từng có sắp ập đến. Trong khi tất cả mọi người đều quyết định rằng mình là vị cứu tinh duy nhất, Yang Su không muốn nhúng tay vào chút nào, nhưng vô số tai họa ập đến, Yang Su thấy mình không còn lựa chọn nào khác. 6. Sát thần tri lộ tại dị giới. Thể loại hành động phiêu lưu hài hước fantasy isekai manhua shonen. Trần Chi Liệu là một học sinh giỏi ở thời hiện đại, thiên tài kiếm đạo, vì theo đuổi gái mà bị sét đánh rơi vào trong một thế giới trò chơi, không cách nào trở lại được. Hắn muốn sống sót trong thế giới trò chơi này, nhưng không ngờ lại đụng độ phải hàng khủng cấp thần ngay khi vừa bắt đầu game. Người chơi Trần Chi Liệu chấp nhận số phận thất bại trước thần hay bứt phá để có thể trở về với thế giới thật đấy. 5. Tàn tinh tái thế, thể loại hành động phiêu lưu fantasy manhwa shonen. Hành trình từ một phàm nhân và trở thành thực thể sánh ngang với các vị thần. Twilight of God, hoàng hôn của chư thần. Sau khi truyền bá danh xưng của mình như một ác thần, anh ta đã mất tất cả, từ ngai vàng, đức tin cho tới địa vị. Thần tính của anh ta bị đứt gãy và quyền năng của thần cũng biến mất. Ta muốn ngươi đồng hành cùng ta. Thanatos, người các quản địa ngục, đã giúp đỡ một người như vậy. Hoàng hôn của chư thần đã nhận lấy sự giúp đỡ của vị thần ấy và tái thế dưới thân phận là Lee Chang-son để bóp nát cổ của các vị thần đã đẩy anh ta xuống vực thẳm. Ta thực sự đã trở lại. 4. Updater, người nâng cấp, thể loại hành động phiêu lưu fantasy manhwa. Một ngày nọ, ngôi làng của thợ rèn NPC Aiden bị xóa sổ bởi hệ thống điều hành. Vào khoảnh khắc anh và em gái của anh Alice tan biến, anh đã thề với bản thân mình sẽ tự tay hủy diệt cái hệ thống này.
Chính vào lúc đó, một giọng nói đã vang lên. Bạn đã mở khóa quyền năng của điều hành viên. Điều hành viên Level 1. Aiden tỉnh dậy với một năng lực mới, đánh dấu khởi đầu của cuộc hành trình là một điều hành viên. Rồi Aiden sẽ ra sao đây? Ba, tài sinh ở dị giới, tôi từ công chức trở thành chiến thần. Thể loại hành động phiêu lưu hài hước fantasy manhwa shonen. Cậu ấy đang trên đường đi mua bia để ăn mừng vì đậu công chức nhưng đột nhiên bị một chiếc xe tải đâm trúng và sau đó tỉnh dậy ở một thế giới khác. Tài sinh và trở thành Dan Barclay, con trai của trưởng tộc chiến binh huyền thoại. Cậu ấy đã tiêu diệt con ác quỷ vào năm 2008 và một con rồng khi bước sang tuổi 12. Dưới sự huấn luyện theo phong cách Spartan của người cha dũng mãnh, cậu ấy đã sống một cuộc sống không hề bình thường. Ta phải rời khỏi nơi này để tìm kiếm sự yên bình, an toàn là trên hết. Vậy nên cậu ấy đã quyết định trở thành một công chức bình thường ở đế quốc. Dan Buck thật sự có thể trở thành công chức và sống yên bình, ổn định như mong ước hay không? Hai, cuồng ma tái thế, thể loại hành động phiêu lưu fantasy manhwa võ thuật shonen. Yi Zaha, con quỷ điên cuồng vì võ thuật. Khi đang bỏ chạy sau khi đánh các viên ngọc trời của lãnh đạo giáo phái quỷ, anh ta đã bị rơi xuống một vách đá. Sau khi nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, anh ấy mở mắt và thấy rằng anh đã trở lại khi anh ấy là một người phục vụ. Và anh ta đã bị đánh đập vì điều gì đó mà anh ta không làm. Con quỷ điên khùng đã trở lại những ngày đầu làm bồi bàn. Anh ta sẽ phát điên một lần nữa, hay anh ta sẽ làm cho kẻ thù của mình phát điên? Một, nhân trùng đại chiến, thể loại hành động fantasy kinh dị manhwa viễn tưởng siêu nhiên. Jung So-chan, một nam sinh với ngoại hình bóng bẩy, tràn đầy sự tự tin và luôn thu hút sự chú ý của người khác. Cậu ta nghĩ rằng bản thân luôn là vua của nơi mình đang sống, nhưng sâu bên trong lại mặc cảm về sự biến dị của bản thân mình. Khi cậu ta còn nhỏ, sau một lần vô tình sử dụng thuốc diệt côn trùng để tiêu diệt một con chuồn chuồn, cậu ta đã bị đột biến và mang gen của giống loài chuồn chuồn kể từ đó. Cứ ngỡ cuộc sống của Jung So-chan sẽ êm ả trôi đi, thì một ngày nọ, cậu ta lại bị truy sát bởi một kẻ mang gen đột biến bọ ngựa. Và kể từ đây cũng nhận ra rằng, không phải chỉ một mình cậu ta bị đột biến. 3. Đây là top 10 manhwa mới hay nhất, comment mạnh đến mức không thể bị đánh bại mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết mất rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngập Comics biết để mình gấp rút cho ra mắt những video tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!